Phương Lê tới của chú chị ơi. Chị Phương Lê mới vừa tới, cả nhà chị Ni và anh Nguyễn Vũ ra đón cả chú anh chị. Nhớ bản số xe luôn hả rồi. Nhớ số xe đâu con nhà ông có máy nói đi. 329. Rồi, 329. Xe Phương Lê phải không? 329. Mới thấy giờ chưa biết cậu biết. Ờ cậu bà vừa hỏi bà cũng minh lắm, bà vừa hỏi. Rất là đông đảo bà con cô bác đến để ủng hộ cho Phương Lê, chị Hồng Loan các chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất là đông cô chú anh chị, đông đảo bà con cô bác đến để ủng hộ chị Hồng Loan sáng hôm nay ngày 26 tháng 10 không cô chú. Hồi nãy thì chị Phương Lê mới tới luôn, họ để ủng hộ chị Hồng Loan. Hôm qua thì thông báo là sẽ không cho YouTube tác nghiệp, nhưng mà không ngờ là sẽ có lẽ tình cảm yêu mến của bà con cô bác với anh em YouTube quá nhiều, nên mấy anh giao thông công an cũng lưu ghi cho cô chú anh chị, nhưng mà cũng phải giữ trật tự an ninh để cho mấy anh đỡ phải khó xử. Chị Linh Tý, anh Linh Tý với Bích Trâm cô chú anh chị, anh Linh Tý với lại chị Bích Trâm. Có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn với cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Nếu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.